ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវជាមួយត្រីចំហុយប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងហាងត្រីគេទេជាដំបូងត្រូវតែដាក់ខ្ញីតោះមកយើងដំវាឲ្យប៉ែតសួរហាន់វាជាពីរពេលដំវាហើយយើងហាន់វាជាពីរតោះមកយើងយកវាទុកមកហាងហើយយើងមកហាមតោះមកយើងដំខ្ទឹមសយើងដំវាបីម្ដងឲ្យវានឹងទៅប៉ែតនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ញីចូលទៅ ដើម្បីត្រីចំហុយរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយត្រីចំហុយបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងណាស់ដោយសារវាឆ្ងាញ់គឺថាគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តញ៉ាំត្រីហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងមកហាន់ខ្ទឹមឲ្យវាជួយបន្ថែមនៅរសជាតិម្ហូបរបស់យើងឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់និងកាន់តែឈ្ងុយផងដែរហើយយើងហាន់វាជាកង់កង់ យើងហាន់វាជាកង់កង់ហើយយើងទុកវាម្ដងហើយយើងមកហាន់ស្លឹកវាម្ដងនេះគឺជាត្រីដែលយើងចំហុយទុកចំហុយហើយយើងមកប្រឡាក់គ្រឿងជាដំបូងត្រូវតែដាក់នៅគ្រឿងដែលយើងបានហាន់នឹងដាក់ចូលក្នុងចានត្រីនឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងមកដាក់នៅអំបិលស្ករប៊ីចេងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នា ចូលចិត្តដាក់ផ្អែមក៏ដាក់ទៅហើយបើសិនជាចូលចិត្តដាក់ប្រៃដាក់ក៏ដាក់ទៅតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តប្រៃទេខ្ញុំចូលចិត្តផ្អែមបន្តិចអញ្ចឹងយើងដាក់តែអំបិលបន្តិចបានហើយហើយសាច់ត្រីហ្នឹងក៏ផ្អែមស្រាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងពេលដាក់គ្រឿងក្រៅអស់ហើយយើងចាប់ដើមមកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវឲ្យវាប្រៃតិចៗដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ពេលយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវហ
mình do mà đi ngay nắng do mà đã nơi lời tay nắng đầm bơi ở cương dương nắng châu chiết nồng sạch tay hai dương mình do này tấm nhảy hai dương nhọt bia châu ở á đầm bơi ở tay dương nắng miền u chiết ở đất ngành hai dương có lực tay đi dương bạc nắng lực đã nơi nồng chan chấm hơi đại dương ban đại chấm hơi nắng dương lực việt đặng tai tây năng việt thôn phế hay là chấm hơi dương năng việt túi dương đặng này tâm đại dương ban và lại năng hay cả dương do cầm rốt do mật rốt tới lửa thấy ở via chập chân hay dương có chập đam tại thời tật chỉ lúa bớt sinh chịu bốn mạng vô nọt nhớ chịu chết nhằm và tật tây cọc cốt có thua tới tay xong gặp nhóm từ chịu chết nhằm này tật tây bơ tùng hơi có nhóm chạp đam thơ diện bốn tây đại đạn nơi ẩm bơ túng hơi dân chặt tất đại chỗ chặt tích của bán chân của bán tay dân chặt chờ nắng đậm bơi dương nắng chú bỏ vía ở bãi sách nâng ở miền của chết chú hơi dân co chú bỏ lớn chuẩn cho chuẩn lớn rồi vía dân po nơi tất ẩm bơ túng hơi dân vì đại dương chú bỏ vía hơi dương chập đam đạn này cương đôi chia tật tay ẩm bơ score hai nhóm của ban đạn này score mười lập kia tới và sân chỉ bung mang vào ngọc nghĩa chơi chật em có đạn score hiện trường địch tới tan sang nhóm vì chơi chật em là mồm tê hai nhóm của ban đạn này bị chén mười lập kia tới phần tay còn đạn bị chén trường pi bị chật phiêu hai nhóm của ban đạn này tật tay pi lập kia tới hai và sân chỉ bung mang vào ngọc nghĩa trong đạn tật tay trường có đạn tới hai nhóm ban đạn này ẩm bớ là lập ria tới về để dân đặt cương ở hai dân chập đam và đạn này tông cờ hóm hơi mặt tí tốt một tầm dân khai tầm ngày ở máu hơi tức chỉ lụa dân có bán thua rực quá ý thì chưa tức chỉ lụa ẩm bơ túng hai nhóm còn một cô via chủ bảo via ở via châu chiếc nghĩa hai nhóm của bạn mập lụa bất chỉ chân anh mình tên hai tay bọc nhóm nó gọi cho anh là mốm hai nhóm của bạn lực tay nó một lụa chùm mơm ôn xe bọc nhóm hai ní khi chia sạch tay là nhóm bạn chùm hoi nắng tôi mới yên dọc mà tốt chùm mơm salad hai mình đang dịch xây đếp ôn nhóm nắng khoanh tay khoanh chứng đòi sắp ôn xe bọc nhóm nắng chung ngay khăn bếch hai nhóm của bạn đã lụa mà mát bất chỉ chân anh nè hai video của nhóm nắng mới được bản năng tiếp xin dịp bụng mang bộ nó không thể chơi chất xong chơi chích lại xem này mới hỏng bài bài.